Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Đấy, thì mình lại tiếp tục quay trở về đánh gian cho anh em coi tiếp đây anh em ơi. Nói chung là cũng lặn vài hôm rồi mới ra clip. Đấy, thì đáng lẽ cái trận đấu ngày hôm nay mình không có đăng đâu. Cái trận này nè mọi người ơi. Bởi vì cái trận này á, kiểu mình cũng chỉ gọi là quẹo tròn vai, nhưng mà mình cũng không có thể được gì nhiều. Nó không có gì hay lắm anh em ơi. Bởi vì cơ bản là trận này thì bạn Bright mình làm hết rồi anh em ạ. Anh em đầu game anh em thấy là Bright mình top Việt Nam đúng không? Nên đánh rất là hay nhá. Nhưng mà bù lại một cái, có một điều đặc biệt ở trận này á, thì do trận này mình đỡ bạn Volcat này anh em ơi. Thì bạn Volcat này á, bạn đó nhận ra mình anh em ạ. Đấy, nhưng mà lúc đầu mình không tính đăng đâu, bởi vì trận này không có gì hay lắm nên là đăng cho em coi thì nó cũng chán. Đấy anh em thấy không, bạn đã nhận ra mình kìa anh em thấy không. Nhưng mà lúc này mình không có nhắn lại đâu nha mọi người, bởi vì cơ bản là mình cứ im im thôi. Kiểu nhiều khi mình nhắn lại kiểu mấy bạn nó chơi chung với bạn ấy, bạn lại lên ganh mình cái thôi. Đấy, nên đến tận mấy lúc sau á, mình bạn nó cảm ơn mình gì đó đấy, nên mình mới cảm ơn lại bạn thôi. Đó, thì mình đã không đăng đâu, nhưng mà do trận này kiểu mình thấy bạn này như vậy nè, nên là mình quyết định rồi, mình sẽ làm clip này, mình đăng luôn cho mọi người coi. Đó, nói chung là anh em coi vui vẻ nhá. Rồi, ok, nhưng mà bỏ qua chuyện đó sau đi. Còn bây giờ thì vào vấn đề chính, tại làm sao thì mình có thể ăn được con môn cát này. Mình thật sự là con môn cát này thề luôn anh em ơi. Đợt này nó gọi là sao ta, nó tăng sức mạnh lên rồi. Nó lên ngựa, nó chém sát thương chuẩn, đau vãi. Kiểu nó cứ chém cái sát thương chuẩn ra anh em, đau vãi thì trưởng ra. Hình như mình không biết nó có sửa lại cái gì, mình cũng không để ý nữa, nhưng mà nói chung là dạo này con ngựa nó đánh đau vách cả trường. Mình chỉ biết là tăng sức mạnh thôi anh em, mà nghe bảo là sức chuẩn cái gì đó, không biết là chưa bổ hay chưa cuối nữa, nhưng mà mình có nhận thấy là như nó chưa cuối nó chém sức chuẩn anh em ạ. Trời đất ơi, mới cấp 4 mà mình đánh kiểu mình bị dượt cho thôi rồi luôn anh em. Kiểu cứ bật ngựa cái là đầu game bật ngựa cái là mình phải chạy anh em nè, anh em nhìn đấy, anh em thấy không, chém sức chuẩn kìa, đó đó, trời má đau vách. Trời đất ơi, mình không có thể nào mà chơi được con này luôn anh em. Nên là mình sẽ quyết định kiểu mình chơi mấy cái kèo như thế này á, thì mình sẽ phải chơi theo lối đánh khác anh em. Mình không có thể solo trực tiếp được, mình chỉ có cách là đánh lươn lẹo thôi anh em ơi, hoặc là nhờ đồng đội đánh, hoặc là farm hòa nhé mọi người. Đấy, và mọi người kiểu phải biết tận dụng cái chiêu con tướng nó cơ. Ví dụ như con Volcat nó có cái chiêu ngựa đúng không? À đúng rồi, mình mới nhớ một điều nữa, con Volcat này nè, hồi xưa mình có chơi thử một lần rồi anh em ạ. Nó cái chiêu mà có cái chiêu xoay ấy, hình như chiêu 2 phải. Muốn choáng được á là phải có chiêu 1 cắm trúng. Ở đây á, tự nhiên không hiểu sao bây giờ nó sửa lại hay sao anh em, mà mình thấy chỉ cần xoay chiêu 2 cái là nó bị choáng rồi anh em ạ. Không hiểu luôn. Và hồi xưa á, là phải có chiêu 1 nội tại chiêu 1 cơ. Nó bắn rồi nó ném vào mình á, xong mình xoáy chiêu 2 mới choáng được. Còn bây giờ nhớ sửa lại nó choáng luôn anh em. Cái đó là cái khó chịu đó anh em ơi. Nên là đợt này mình thấy cái Volcat nó cực mạnh luôn anh em ạ. Anh em chơi Volcat anh em cố gắng làm sao mà đừng để fit nhiều quá nhá. Chứ để Volcat xanh quá là toang anh em. Trời thật sự anh em thấy đầu game không, mới cấp 4 nó chém mình thì thôi, đau vai. Rồi, nhưng mà mình sẽ không để thua trận này đâu anh em ơi. Thua mất mặt lắm. Trời ơi, lâu lâu gặp bạn fan mình đánh mà tự nhiên mình ngồi mình fit. Trời ơi, buồn vãi. Em mình sẽ quăng đánh thật sự nghiêm túc nha anh em. Ôi trời, cái gì ganh lắm đấy. Vừa chi đầu mạng cái là mình solo queue với Volcat đã, thì anh em zill lên cái là zill hốt mình luôn anh em. Thế là đi mất một mạng. Nhưng mà không sao anh em, một mạng không là gì cả. Nói chung là Volcat anh em cứ cố gắng tiếp cận nó, kiểu anh em nhìn thấy nó ném chiêu 2 nha. Anh nhìn đây nè, cái fan này anh em nhớ để ý nha, đừng có lui đi, bởi vì nó là dùng chiêu 1 á mà giết được con lính á, nó hồi lại chiêu 1 luôn á anh em. Mà kiểu ở bầu cái là ném lên chiêu 1 lần nữa là bị dính chiêu là coi như toang mọi người. Cố gắng nhá, đánh Volcat thì đừng để nó ném chiêu 1 dính nhiều mình. Chứ mà anh em để nó cắt trúng chiêu 1 phát thôi á, nó giật một phát vào là đi một khúc máu rồi. Nhưng fan này biết để tôi cố gắng cướp qua. Ui không cướp rồi anh em, lui nhá. Đó, né được chiêu 1 rồi, chém luôn anh em. Rồi bật ngựa chạy anh em, con này nó bật ngựa chém đau vai anh em ạ. Anh em nhìn thấy nó chém tôi có 2 quạt thôi mà tôi nửa cây rồi. Nên là bật ngựa chạy nha, cái fan này với ngựa cái mình sẽ dính nè. Từ anh em, từ nha, chiêu cuối nè, tốc biến nè, chiêu cuối. Ui trời ơi đen thế, không tới tầm mọi người ạ. Trời đất ơi, pha đó tới tầm là coi như là vô cát chết chắc mình ấy anh em. Và đen không tốc biến pha đó không đủ tầm anh em. Thôi kệ không sao. Đấy, kiểu trận này team mình đầu game đánh cũng căng lắm mọi người. Nói chung là ngang ngang nhau á. Pha này cố gắng chạy nha, hên quá ngộ không ra ganh phụ mình nên là né. Nên là cái pha đó mình không dính chiêu cuối của Zill chứ anh em. Chứ mà chiêu cuối của Zill nó bám theo mình. Hên. Nó bám theo mình là mình đi toan pha đó mọi người. Rồi, đi về không phải di chuyển lên đó mọi người. Team mình kiểu đầu game với cả giữa game á đánh cực kỳ ngang theo bạn luôn. Nhưng mà bù lại cái, trời ơi bạn Bright, đấy anh em thấy không, bắt đầu từ bây giờ này Bright kiểu xanh lên anh em, đấy xanh lên, ăn được bản sát đau của Nax xanh lên. Trời ơi,
Kinh khủng thật, mình kiểu trận này mình đánh cũng ổn lắm á mọi người, nhưng mà kiểu Brian bạn nó làm hết rồi. Bạn nó không có gì cho mình chơi anh em, một mình bạn nó cân hết rồi anh em. Chém đau vãi cả trường ra, gặp ngựa là nhớ né mọi người, gặp con cát gặp ngựa nhớ né nha, chạy đi anh em, đừng solo kill nó. Chấp nhận mất máu nha, đừng có vào solo kill. Rồi, có trong này không? Bật chiêu cuối này. Ôi đi rồi à? Trời đất, tưởng vẫn còn trong đó chờ mình chứ, là coi như là hết ngựa là chết đấy anh em. Anh em chỉ cần đợi ngựa hết, đợi con ngựa nó hết những cái ngựa là anh em chơi được nha. Chỉ cần đợi ngựa nó hết cái chiêu cuối á là anh em đánh nhau với nó được. Cố gắng làm sao mà anh em phải để ý nữa. Lúc mà anh em trả hạn, anh em bị dính cái chiêu một đi, dính chiêu một có con ngựa là nó sẽ được đam to đúng không? Anh phải kiểu anh em tính toán, anh em canh canh làm sao anh em lướt đúng cái lúc mà nó vừa bay vào á là anh em đỡ mất máu. Bởi vì chiêu hay của con gian này nó có miễn nhiễm mà anh em. Đấy, có cái đợt mà con gian mà kiểu nó còn không thể chọn cơ, lúc đó gọi là bá đạo anh em ạ, né hết, không mất mấy máu luôn. Còn bây giờ thì mất 60% đam nhá. Rồi, team mình ở dưới vẫn đang solo kill anh em. Nhưng mà kiểu anh em biết gì không? Team mình kiểu chết đều á, nhưng mà Bri, trời ơi, Bri xanh và hai. Anh em thấy Bri lúc sau kiểu một mình Bri SB mình cân cả team bạn luôn anh em, mình không có cần làm gì luôn. Phát này mình tính thì chuyển xuống nhưng mà cái mình lại thôi. Tại vì mình thấy chả có xuống chả làm được gì hết. Nên là mình đã quyết định mình lên mình đẩy cái trụ ngon hơn anh em. Đó anh em, nhiều khi anh em di chuyển á, anh em nhớ để ý nhá. Kiểu bây giờ mình đang định di chuyển xuống rồi, nhưng mà cái mình thấy team mình cũng chả đánh nhau nữa, cái bạn cũng chả đánh nhau nữa, bạn cũng lui hết rồi. Hay là mình sẽ bỏ đi, mình ở lại mình phát đồ lính hoặc là mình đẩy cái trụ cũng được nha anh em. Mà nói chung là mình vẫn ghét di chuyển đó anh em ạ. Nó kiểu nó bị ngu vãi. Con này chắc na lên bảng điểm số rồi, chạy đâu có chiêu qua mình có tốc biến mà sao chạy được. Chém cái này ngon, trời đất, lượm được hai cái bùa quá đá luôn. Từ từ chém cái, úi không cái rồi, thôi bỏ anh em ơi, không sao nha. Mày chiêu cuối đấy, chiêu cuối kéo ra nha anh em, kéo ra sao đội tí. Rồi bây giờ thôi ôi tốc biến đấy, nhớ nha, làm gì làm anh em phải né cái chiêu một của nó. Dí đi lướt vào tường tiếp nè, sao mà dí được mình được, trời đất ơi. Vulcan là Vulcan, từ nhà anh em né cái đó. Nói chung là cứ quá nghe chưa một của Vulcan anh em, đừng để Vulcan em chưa một dính. Anh em né chưa một dính bị Vulcan dính chưa một ấy, ui trời con này dính nhưng mà không đủ tầm lắm anh em ơi. Anh em mà kiểu đang combat á mà để tay mình bị dính chưa một á là phải cái tỷ lệ phải gọi là 60% cái pha combat nó thua nha anh em, 70% thôi anh em ạ. Nên là con Vulcan này con gọi là nó mở combat cực khỏe luôn anh em. Thế rồi này nó còn tăng sức mạnh nha anh em. Cái thời kỳ mà lúc mà nó chưa giảm sức mạnh á, nó chưa giảm chưa cuối á, nó bích nhiều vãi cả, con cát nó khỏe điên luôn anh em. Rồi pha này thì chắc chắn phải vào đánh rồi mọi người, hết chiêu rồi thì mình lượm nha. Ok, nhưng mỗi tội là mình không được mạng của con cát anh em, cây mình ăn mất tiêu rồi. Rồi kiểu trận này mình chơi kiểu cũng ok là anh em ạ, nhưng mà vẫn không có gì thể hiện quá cho anh em coi. Thường thường mình làm clip cho anh em coi á, mình phải kiểu lựa ra những cái trận mà mình đánh hay nhất mọi người coi mới sướng, chứ kiểu trận nào cũng đăng lên thì nó không có hay anh em. Có nhiều trận mình đánh cũng kiểu không có hay lắm. Hoặc là có nhiều trận mình đánh kiểu mình không có được thể hiện nhiều, kiểu team mình xanh quá anh em, team mình làm hết rồi. Rồi pha này cây lên cao thì cây ổn không? Chắc pha này cây hết cứu rồi, lên cao quá. Từ từ nhé để mình xem coi. Có thằng Na nè. Dí luôn chứ còn gì nữa. Chạy đâu, từ từ nhé, bọn em luôn anh em. Có con Maloc phải từ từ anh em. Nó chém chưa một đau lắm á. Nãy anh em thấy rồi, nó chém tôi một cục máu luôn. Rồi em nhìn pha này này, chén được không nhưng mà cút đây. Thôi lùi tí nha. Thì bạn dí đông này, bây giờ cái pha này cần đánh mọi người, bắt thằng Na trước. Đó, thằng Na quá tầm rồi. Ơ kìa, để Na thoát rồi. Mà lùi tí anh em ơi. Nhiều máu thì nhiều mà đợi hồi chiêu nhá. Không có để Maloc có chém đau lắm mọi người. Kìa Maloc xuống dưới kìa. Rồi, pha này dí Maloc trước mọi người. Rồi chém cái. Úi thôi, hên quá vẫn sống mọi người ơi. Hên pha đó tôi né kịp nhanh cái tay không có là bị vô cắt. Ném chiêu vào mà xoay choáng là tôi lên bàn điểm số rồi. Trời đất. Pha này tôi còn không kiểu cân bố luôn rồi. Nên bạn có hai người cái là mình giết luôn bốn người rồi. Pha này ăn được không? Cây, cố lên giết nó đi. Rồi, hay quá, ngồi không về nhà, ngồi không cũng xử luôn của mạng của AD đem vào đấy anh em. Trời, anh em thấy pha nãy tôi xử lý nhanh tay không? Cái pha nãy là tôi thấy con Vulcan nó ném chiêu một dính tôi đó, là tôi nhanh tay tôi lướt để tôi né cái đam của nó bớt đi anh em. Đó, thấy bây giờ anh em thấy không? Do cái bạn Vulcan này nè, bạn đó nhắn cái câu này. Đấy, bạn nhắn cái câu này đó, xong rồi tí nữa bạn có hỏi là có được lên TV không đấy. Bắt đầu mình mới suy nghĩ lại. Mình đang tính, đây này anh em thấy không? Mình đang tính không đăng đâu, bởi vì cái trận này mình không có làm được gì nhiều ấy anh em ơi. Chỉ có một vài pha hay cũng không có gì có đáng coi lắm. Nhưng mà kiểu bạn này bạn nói thế, nên là mình sẽ quyết định mình đã làm clip này để cho mọi người coi luôn. Đấy,
Và cũng rất hy vọng là bạn đó cũng xem được clip này nha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ xưa đến giờ nha mọi người. Ok, nói chung là gặp anh em chơi game mà có gặp mình thì cũng vui vẻ thoải mái thôi. Bởi vì cơ bản là mình đánh cũng không có gọi là quá hay đâu mọi người, nên là kiểu cũng có thắng có thua thôi. Phát này đi xuống đây đánh nhau này, tên mình chắc cũng làm hết rồi. Đây, còn dìu đầu tạo. Ôi kìa, phát này dở quá. Phát này đáng lẽ phải tốc biến xong rồi mới chiêu cuối anh em ơi. Tự nhiên phát này tôi xử lý hơi lỗi rồi. Chạy đâu mày chạy đầu nãy giờ dài dòng đi vòng vòng làm mình ăn được đúng mẹ bù dìu à. Trời đất ơi, rồi và cái hoa đó do mình lỗi anh em ơi, kiểu mình đáng phải kiểu tốc biến lên mới chiêu cuối thì con dìu nó đỡ là nhằng của mình được, chứ pha đó mình xử lý hơi lỗi tí anh em, lùi tí nhá. Và đúng rồi, quên mất, đến đây rồi nếu phải nói cho anh em nghe cái vụ đồ mình nữa, cái bảng ngọc với cả cái phù hiệu anh em nhớ nhá. Mình đi rừng mình sẽ luôn chơi phù hiệu ma chú, và mình đi top thì mình sẽ luôn chơi mình đi rừng mình sẽ luôn chơi phù hiệu ma tính, và mình đi top mình sẽ luôn chơi phù hiệu ma chú nha. Đấy, và bảng ngọc của mình thì mình có để bảng ngọc ở mỗi clip dưới phần mô tả anh em. Bảng clip nào cũng có hết, anh em cứ chịu khó vào đó là coi. Ba bảng ngọc thì bảng ngọc nào anh em chơi cũng mạnh hết nha, nhưng mà mình khuyên anh em nên chơi bảng ngọc 3 nhá, bảng ngọc 3 và bảng ngọc 2. Đấy, bảng ngọc 1 thì bảng ngọc mình hay chơi, nhưng mà bảng ngọc đó anh em không nên chơi, bởi vì cơ bản là anh em nào thích chơi kiểu lối trí mạng thì mới chơi thôi, chứ nếu mà so với cái độ hiệu quả thì cái bảng ngọc công một lý sẽ hiệu quả hơn bảng ngọc trí mạng của tôi nhé anh em. Nên là anh em nào muốn kiểu test thử thì cứ test thôi, còn khuyên anh em thì vẫn khuyên anh em chơi bảng ngọc 2 và bảng ngọc 3 nhá. Đấy, còn tôi thì bảng ngọc 1 là bảng ngọc tôi hay chơi thì tôi vẫn chơi bình thường thôi anh em. Kệ chứ em, bởi vì tôi đâu quan trọng cái kiểu mà game này game kia đâu. Chơi game giải trí mọi người ơi, mọi người suy nghĩ lắm làm gì đúng không? Kiểu mình đánh vui là được anh em. Nhiều khi mình bích tướng kiểu mình bích tướng cố chấp anh em. Bích tướng kiểu toàn chất tướng dưới lên bạn đó nên là đánh cực kỳ khó luôn. Đấy, nên là game vui thôi mọi người, cứ thích chơi thì chơi thôi. Còn build đồ á thì anh em nhớ vào cái phần đăng lại nha, cái phần cộng đồng của mình chứ, cái phần cộng đồng ở trong trang cá nhân á, trang nhân trên YouTube này nè, thì anh vào đó anh em sẽ lướt xuống, anh em sẽ có một vài cái video là một vài cái tin mình sẽ đăng cái video trên đó. Và video đường top thì mình đợt này mình chơi là mình sẽ thay cái phước hợp kiếm thành cái áo choàng băng giá nha anh em. Bây giờ mình đi top này không nâng phước hợp kiếm nữa, mình sẽ nâng áo choàng băng giá anh em ạ. Rồi đợi mất ối giờ bay vào luôn rồi thôi xong. Ê em thấy không, hôm nay mình kiểu cả cần làm gì hết, bờ mình quạt hết rồi anh em ạ, bờ mình quá mạnh rồi. Đúng là top Việt Nam chớ khác anh em. Rồi, ok, nói chung là cảm ơn người đã coi clip nha. Nếu thấy hay nhớ quên subscribe cũng như một lần đăng ký kênh của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, bye, hẹn ở clip sau nha.